Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi, hôm nay mình sẽ có một cái trò chơi như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái trò chơi cho bạn xem nha. Rồi, đây là nguyên toàn bộ dàn xe của mình nè. Rồi, mình xem thử mình có xe gì. Một chiếc xe máy sốc bự lớn nha các bạn. Đó. Xe này là một xe chở đất này các bạn. Wow, tuyệt vời. Tiếp tục mình có xe chở đất nhỏ. Và xe đây là xe trộn bê tông này các bạn. Rồi. Wow, có một chiếc xe múc khá là đẹp luôn này các bạn ơi. Bạn thấy xe múc của mình chưa? Đó, một chiếc xe múc khá là đẹp. Wow, một chiếc xe múc tới 8 bánh luôn nha các bạn. 8 bánh luôn nha. Rồi, để đây. Rồi, wow, lại có chiếc xe múc. Có một chiếc xe điều khiển này các bạn. Xe điều khiển, wow, vẫn còn pin nha các bạn. Xe điều khiển này vẫn còn pin tốt. Ok. Bỏ đây. Rồi. Wow, đây là máy bay trực thăng nè các bạn. Rồi, máy bay trực thăng nha. Rồi, đây là một cái bowling nè các bạn. Bowling nha các bạn. Đây mình sẽ có ba chiếc bowling đây. Rồi mình sẽ đặt ở đây, vị trí đây. Vị trí bowling này đây nha các bạn. Đó. Wow. 1 2 3. Ba cái bowling. Bây giờ mình sẽ chơi những chiếc xe này. Đó, xe múc, xe chở đất này, xe trộn bê tông này. Xe buýt nữa này các bạn. Wow, mình có hai chiếc xe trộn bê tông luôn này các bạn. Xe bồn. Rồi, bây giờ mình sẽ tâm cái bowling kia nha các bạn. Một số 1 này, số 4 này, số 5 này. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy xe nào trước đây nha. Xem thử xe nào trước để tông nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy một chiếc xe. Đầu tiên mình sẽ lấy một chiếc xe đây. Xe này là xe bồn này các bạn, chở nước trong này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy tốc độ xem sao. 2 3. Wow, chưa tới luôn nha các bạn. Một chiếc xe bồn nó chưa tới. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc xe trộn bê tông. Rồi, xe này là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Mình sẽ chạy thêm thử tốc độ thử xem thử có tông được cái ba cái bowling kia không nha các bạn. Rồi. Bắt đầu. Wow, rớt xuống luôn rồi các bạn. Rồi, tiếp tục mình sẽ có một chiếc xe đây. Một chiếc xe chở đất. Xe chở đất này đây không được rồi các bạn. Mình sẽ lấy xe buýt đi. Wow, xe buýt. Wow, xe buýt này cũng khá là yếu. Rồi, một đây, đây mình có hai chiếc nữa nè các bạn. Hai chiếc, một chiếc xe bồn chở nước này. Một chiếc xe chở đất này. Rồi, chiếc xe chở đất đi tốc độ. Wow. Đi gần xém xím tới rồi nha các bạn. Nhưng mà không tông trúng được cái nổi chiếc bowling. Rồi, chiếc xe bồn thứ hai. Rồi, tới đó đứng luôn rồi các bạn. Mình sẽ lái một chiếc xe trộn bê tông lớn như thế này. Rồi, mình sẽ tâm thử nha các bạn. Wow, một chiếc xe trộn bê tông trong trúng hai cái bowling luôn nha các bạn. Quá dữ luôn. Wow, xe trộn bê tông này khá mạnh rồi. Rồi, tiếp tục một chiếc xe cần cạo xe múc nha các bạn. Wow, xe múc đất đây. Wow, mình sẽ chạy thử. Wow, chưa trông túng được bowling nha các bạn. Còn một cái bowling số 5 nữa. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy một chiếc đây, đây có một chiếc xe máy xúc khá là lớn đây. Mình sẽ chạy thử thêm nha các bạn. Wow, tới đây đã lật rồi. Chưa đi tới đích đã lật rồi các bạn. Đây thôi. Wow, chưa trông được bowling nha các bạn. Đây, mình sẽ để đây. Ok. Còn một cái bowling cuối cùng.
anh sẽ lấy một chiếc xe chở đất đi ha. Xe chở đất rồi, cho xe chở đất chạy. Wow, chưa tông được bo linh các bạn. Wow, xe chở đất này xe chở đất này có móc khóa này các bạn ạ. Đó, xe này có móc khóa nha. Rồi ok, mình sẽ đây ha. Giờ có chiếc mô tô này các bạn. Wow, một chiếc mô tô màu xanh nha các bạn. Đây là một chiếc mô tô màu xanh. Rồi mình sẽ chạy thêm thứ nha. Wow, chiếc mô tô này yếu quá các bạn. À, chạy không lại luôn. Rồi ta có một chiếc, bây giờ ta sẽ có một chiếc xe. Đây, đây là một chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Chiếc xe cần cẩu. Wow, xe cần cẩu này chạy yếu lắm các bạn. Thôi, một chiếc xe máy xúc lớn này các bạn. Wow. Tầm trống luôn rồi. Nhưng mà không thể nào mà trong trống được đó. Nổ một chiếc bowling nha các bạn. Không trống một, nổ một chiếc bowling. Thôi, bây giờ bắt đầu mình sẽ chơi xe múc cán nha các bạn. Rồi, đây mình sẽ chơi xe múc cát đây. Xe đây là một chiếc xe múc này các bạn. Đó, hai chiếc xe múc này nha. Rồi, chiếc xe múc thứ ba nữa là mình được ba chiếc xe múc này các bạn. Trong nơi đó mình sẽ có một chiếc xe chở đất. Một chiếc xe chở đất nha các bạn. Đây, một chiếc xe chở đất. Rồi, hai chiếc xe chở đất luôn này các bạn. Ba chiếc xe chở đất. Rồi, thì ba chiếc máy xúc này là tương ứng với ba chiếc xe chở đất nha các bạn. Rồi, bắt đầu. Mình sẽ đây, đây là một chiếc xe múc này các bạn. Rồi, xe múc đầu tiên. Đó, một múc nha các bạn. Rồi, chiếc xe múc thứ hai. Hai múc. Wow. Hai múc là gần đây rồi các bạn ơi. Thêm một chiếc xe múc, thêm một cái múc thứ ba nữa các bạn. Đó, wow. Người đây đã đầy xe rồi nè các bạn. Rồi, mình sẽ chở đất đi thôi. Rồi, tới đây để chuẩn bị mình đổ đất ở khu vực đây nha các bạn. Đó. Rồi. Thì chiếc xe xe múc thứ hai sẽ đổ những chiếc chiếc xe chở đất này. Bây giờ mình sẽ múc thôi. Wow, một múc. Wow, một chiếc xe chứ múc. Xe này múc khá lớn luôn. Chỉ cần hai múc là đầy rồi các bạn. Đó. Ok, rồi lấy đường. Rồi, mình có được hai chiếc. Rồi, wow, chiếc xe này là chiếc xe chở đất lớn nhất này các bạn ơi. Đó, chiếc lớn nhất mình sẽ dùng một chiếc xe múc lớn nhất luôn. Wow, 9.000 kg này các bạn. Quá dữ. Rồi, múc. Rồi, mình sẽ múc một múc nha các bạn. Đó, wow. Xe này khá đầy nha, xe này chắc phải nhiều múc rồi các bạn ơi. Hai múc này các bạn. Wow. Rồi, tiếp tục múc thứ ba luôn nha các bạn. Wow, wow, quá dữ. Rồi, để lấy được. Wow, tông ngã trúng bowling luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ đất nha các bạn. Đó, mình sẽ đổ một chiếc xe đầu tiên. Wow. Một chiếc. Wow, xe này lui luôn bạn. Rồi, các bạn lên. Wow. Hai chiếc xe đổ đất nha các bạn. Rồi, một chiếc xe cuối cùng. Wow, wow. Ba chiếc các bạn ơi. Rồi, mình sẽ ok. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi chở đất tiếp nha các bạn.